Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Bình Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cũng giống như là những lần trước đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Yên Bình mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và hôm nay Yên Bình cũng nhắc nhở với những anh chị tham gia chương trình rằng khi Uyên Quỳnh cho các anh chị số điện thoại để liên lạc những đối tượng mà mình muốn làm quen trong chương trình thì không nhất thiết là đối tượng mình muốn làm quen họ chấp nhận mình. Tại vì trước đây Uyên Quỳnh á, khi các anh chị tham gia chương trình làm video thì Uyên Quỳnh phải gửi video cho đối phương và đối phương đồng ý thì Uyên Quỳnh mới có thể cho các anh chị số điện thoại. Tuy nhiên như thế thì Uyên Quỳnh thấy tỷ lệ những người đối tượng mà được chọn họ cho số điện thoại cho những người muốn làm quen rất là thấp, và như thế thì bỏ qua rất là nhiều cơ hội để những anh chị muốn làm quen cơ hội nói chuyện trực tiếp xem mình có hợp với đối phương hay không. Vì thế sau này Uyên Quỳnh cho số điện thoại trực tiếp cho hai người nói chuyện với nhau, mong rằng những người sẽ cùng nhau tìm hiểu và sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng mà Uyên Quỳnh xin lưu ý quý vị anh chị tham gia chương trình một điều rằng không phải khi Uyên Quỳnh cho những anh chị số điện thoại của đối phương thì nhất thiết đối phương phải chấp nhận mình. Có những người họ không cảm thấy phù hợp thì họ không trả lời, hoặc là họ không bắt máy, không nghe điện thoại, đó là chuyện bình thường. Còn thí dụ như mình đủ duyên thì họ bắt máy, họ nghe điện thoại, họ thấy phù hợp với họ thì sẽ có cơ hội nhiều hơn để làm quen với nhau. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở những anh chị tham gia chương trình rằng cần làm một video phỏng vấn nói về lý lịch bản thân mình. Tuy nhiên nội dung là do các anh chị tự suy nghĩ, và Uyên Quỳnh hỏi những câu hỏi thông thường các anh chị tự trả lời theo suy nghĩ và theo hoàn cảnh của mình. Các nội dung Uyên Quỳnh không bắt buộc các anh chị phải nói nội dung gì. Và Uyên Quỳnh xin nhắc nhở các anh chị lưu ý một điều rất là lưu ý là khi tham gia chương trình phải cần suy nghĩ cho thật kỹ là mình cần làm một video phỏng vấn up lên YouTube, và phải suy nghĩ thật kỹ câu đó. Vì khi đã làm video rồi thì sẽ không có thay đổi. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, em chào chị ha. Em rất rồi, chị chào em. Dạ. Em rất vui chào, chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Rồi, chị chào em, và qua kênh của em thì cho chị gửi lời chúc sức khỏe và lời chào tới cộng đồng mạng. Chị có thể tự giới thiệu về mình ha. Chị tên là Ngọc Chi. Chị sinh năm 1966, nghĩa là tuổi Bính Ngọ. Chị có hai cô con gái. Và chị ông xã chị mất cách đây cũng mười mấy năm rồi. Chị rồi ông xã chị mất lâu như thế rồi chị có làm công việc gì không? Tại vì lúc trước thì chị với ông xã chị đều là cán bộ công nhân viên nhà nước. Thành ra là khi ông xã mất thì chị cũng vẫn làm ở trong công ty. Rồi hiện tại bây giờ thì chị về hưu rồi. Chị làm bên ngành gì chị? Chị làm ở công ty kinh doanh lương thực miền Nam. Và chị nghỉ hưu bao lâu rồi? Chị cũng mới nghỉ hưu 2 năm nay em. Xong khi nghỉ hưu là chị ở nhà luôn hay chị có làm công việc gì khác không? Nghỉ hưu thì gần như là chị nghỉ ngơi ở nhà thôi chị, chứ chị không làm gì thêm. Chị rồi, chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chị thì được cái là vui vẻ nè, rồi hòa đồng, chị cũng biết quán xuyến gia đình. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là chị
hơi nóng tính, với lại chị nói tiếng lớn lắm em. Ví dụ như khi mà chị tranh luận một vấn đề gì đó, hoặc là hơi nghĩa là cũng không có đến nỗi mà phải phải cãi nhau á, nhưng mà cái giọng chị á là nó cứ dần dần nó lớn lên. Giọng cao đó Đúng rồi, giọng cao đó, nói chung là lớn lớn tiếng, với đôi khi cũng hay nói thẳng nói thật. Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? À, trước mắt thì chị muốn là một người có cái tình cảm chân thành, nghĩa là phải thương yêu mẹ con chị thật lòng, rồi nói chung là chắc là cao hơn chị cao hơn chị chút. Chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m57 em. Dáng chị nhìn rất là đẹp ha, chị giữ dáng khá hay. Cũng hơi mập tí, Bao nhiêu ký? chị 58 kg á. Dáng nhìn rất là đẹp. Rồi chị hiện đang ở đâu? Chị đang ở Sài Gòn em, chị ở ngay quận nhất. Chị có được mấy bé? Chị có hai bé gái. Các con của chị thì một cháu thì nó đang học cao học, còn một cháu thì học đại học. Nói chung cả hai đều chưa có gia đình. Hai đứa đang sống chung với chị. Đúng rồi, các bé thì sống chung với chị. Rồi, ví dụ một anh muốn làm quen với chị nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì phù hợp với mình? Chị nghĩ là ví dụ như có thua chị thì cũng đừng có thua nhiều quá, mà có lớn tuổi hơn chị thì cũng đừng có lớn quá, nghĩa là cũng đừng có hơn khoảng chục tuổi, mà cũng đừng có nhỏ khoảng dưới 5 tuổi. Ví dụ như anh đó hút thuốc uống rượu đó thì chị nghĩ như thế nào? Hút thuốc uống rượu nhưng mà đừng có ghiền em ơi, chị sợ mấy người ghiền rượu dữ lắm. Ông xã chị trước đây có hút thuốc chứ uống rượu không? Ông xã chị trước đây cũng có thuốc, cũng có uống rượu, và chị nói chung là chị cũng khuyên bỏ đi, tại vì riêng cái hút thuốc ấy, thì chị thấy nó cũng có hại tới sức khỏe, rồi uống rượu thì cũng vậy nữa. Nhưng mà nói chung là chị sợ mấy 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 người nghiện rượu nữa. Chị rồi bây giờ một ngày của chị rất là dài thì chị thường làm công việc gì? Thường đó thì hiện tại bây giờ buổi sáng thì chị tham gia những cái lớp học á dành cho nữ, giống như là chị đi học khiêu vũ nè, rồi chị tham gia mấy cái hội từ thiện nè, rồi nói chung là chị cũng tham gia công tác của phụ nữ nữa, rồi cùng bạn bè đi uống cà phê. Bây giờ là quá là thảnh thơi luôn quá không. Nói chung là chị thấy là cuộc sống bây giờ cũng cũng hơi Chị rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? rảnh. Thì trước tiên thì chị cũng có bạn chị giới thiệu, rồi sau đó thì chị có vào chị xem. Chị xem như thế rồi chị có mến anh nào trên kênh của em không? Chị thấy cũng có mấy anh mà chị thấy cũng có vẻ hợp hợp với chị, nhưng mà chủ động làm quen thì chị ngại. Chị rồi khi chị định đi thêm bước nữa như thế này mà các con của chị có ủng hộ chị không? Có em, tại vì lúc trước khi mà chồng chị mất thì lúc đó các cháu nó còn nhỏ quá, thì ngay thời điểm đó là chị nghĩ rằng là chị phải lo cho con chị trước. Với lại hơn nữa là chồng chị cái thời gian ảnh mất
là lúc đó là vợ chồng cũng mới sống với nhau được có 9 năm, nghĩa là cái thời gian mà mặn nồng á nó cũng còn nhiều, thành ra là chị không có nghĩ gì tới hết. Nhưng khi bây giờ mà con cái chị nó lớn rồi á thì chị cảm thấy là giữa chị với các cháu nó cũng có những cái khoảng cách nhất định. Giống như lúc trước á thì mình đi đâu mình kêu nó đi theo mình, còn bây giờ á thì nó đi theo nhưng mà nói chung là nó không có vui lắm, nó vẫn thích là đi chơi với bạn nó hơn đó. Chính vì vậy mà thành ra là chị cũng có nói chuyện với các con chị, thì nói chung các cháu ủng hộ thôi. Các cháu kêu mẹ kiếm được người nào mà vừa ý mẹ thì tốt thôi. Chị với ông xã cưới nhau mới 9 năm là ông xã chị mất rồi hả? Đúng rồi, chị cưới nhau 9 năm thì ông xã chị bị mất vì tai nạn giao thông em. Thành ra là cái sự ra đi của anh cũng đột ngột. Rồi thêm nữa là hồi đó ông xã chị là người đàn ông của gia đình, anh ấy chăm vợ chăm con rất là khéo. Vì vậy mà cái thời gian mà anh mất đi á, là chị cũng bị hụt hẫng khá là nhiều. Và các con chị á, thì nó quấn ba nó hồi đó còn nhiều hơn chị nữa. Vì vậy mà sau cái cũng có nhiều người hỏi chị là sao trong cái thời gian đó chị còn trẻ, có nhiều người cũng đến với chị, nói chung cũng năm ba người vậy đó, nhưng mà như 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 chị nói á, là tại vì con chị nó còn quá nhỏ, thành ra là thời gian đó chị nghĩ là cố gắng làm sao để cho con mình nó ổn định về tinh thần, để nó ổn định về học hành là quan trọng hơn. Thành ra là chị từ chối hết, chị không 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 nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình. Chị rồi bây giờ chị muốn người bạn của chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Tánh chị á, thì cũng lanh lẹ hoạt bát em, thành ra chị nghĩ là ai cũng được, nghĩa là anh đó ít nói cũng được mà nói nhiều thì cũng được, tại vì chị nghĩ là chị hợp với cả hai không sao. Rồi chị thích cái anh đó là lãng mạn, có tính lãng mạn không? Nói chung có một chút lãng mạn em. Ông xã chị mất thời gian khá là dài luôn á, khá là lâu. Đúng Mà chị không có quen với ai hết à? Chắc cũng phải có một tình cảm với một vài người chứ hả? Không em, nếu mà nói mà chị đã quen hay yêu thương một ai thì hình như là chưa có luôn. Vậy nuôi con. Làm như là cái duyên nó chưa tới hay sao? Chị rồi gia đình chị được mấy anh chị em? Gia đình chị là có ba chị em, chị là lớn nhất, sau chị còn một em gái và một em trai. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Gia đình chị hiện tại bây giờ thì chị có con gái lớn của chị, cháu đang học ở nước ngoài thôi, còn gia đình chị thì không có ai ở nước ngoài hết. Con gái chị đang học ở đâu? Con gái chị đang học ở châu Âu với em. Đợt rồi là cháu học, lúc mà cháu đầu tiên cháu đi qua học á là cháu đi qua Phần Lan, nhưng mà học hết cao học ở đó rồi thì cháu xin học bổng học ở bên Anh. Bây giờ là tháng này là tốt nghiệp rồi. Chị có khi nào qua thăm con chị không? Chưa, chị chưa có dịp để qua, tại vì con chị á, thì các cháu á, được cái là nó cũng nghe lời mẹ rồi nó học hành cũng giỏi. Như con chị á, là nó tự tìm học bổng á, thành ra là nó được học bổng gần như là 100%. Rồi cách đây 2 năm là khi mà cháu nó tốt nghiệp đại học á thì chị cũng định là đi đi qua đó, nhưng mà cuối cùng lại gặp dịch á, thành ra là thôi. Ra là bây giờ là coi như châu Á chị đi rồi, nhưng mà khu vực châu Âu là chị chưa đi. Ở khi nào con chị mới về thăm chị? Tết về. Con chị thì đợt vừa rồi hết dịch cháu nó có về rồi đó, nó về rồi rồi nó lại qua rồi. Chị rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị đó, thì chị thích là người đó ở đâu cũng được hay là sao?
Đúng rồi, người đó ở đâu cũng được. Bây giờ cái quan trọng mà chị tìm á là người đó làm sao mà hợp với chị về tính cách, rồi có tấm lòng bao dung một chút, thương yêu mẹ con chị. Còn nếu như trường hợp mà người đó ở đâu á, chị nghĩ là ở nước ngoài hay ở Việt Nam cũng ok. Nhưng đừng phải là người nước ngoài thôi, tại vì chị không có biết tiếng Anh. Chị dở lắm. Chị nói là chị cần một người hợp với chị về tính cách, thì tính cách của người đó như thế nào mới là hợp với chị? Thì chị nghĩ là trước mắt là đừng có gia trưởng, tại vì chị bạn bạn bản thân chị thì hồi nào giờ cũng là người chị hai trong gia đình, với lại chị cũng là người phụ nữ mà gần như là cũng thay chồng để chăm con á, thành ra là chị nghĩ là cái nam tính ở trong chị cũng đã hơi nhiều một chút rồi, thành ra là chị cảm thấy là chị không thích một người đàn ông gia trưởng rồi ích kỷ chẳng hạn, thì hai cái đó là chị không thích thôi. Còn lại thì chị nghĩ là một người đàn ông hơi có một chút lãng mạn, rồi tính cách thì ấm áp một chút, bao dung một chút là được, chân thành. Ông xã trước đây của chị có tính gia trưởng không? Không em, ông xã chị không hề có tính gia trưởng, mà ngược lại là ảnh chiều vợ và chăm con vậy lắm. Đó là đi xe rồi bị tai nạn hay chị có bị sai không? Hay là bình thường? Đúng rồi, ảnh là ảnh chạy xe máy anh, chạy xe máy đó em, rồi ảnh từ trong quán ảnh chạy ra thì là vừa lúc gặp một cái taxi á, nó nhận khách nó tăng tốc nó chạy lên, thành ra là nó vướng vào xe ảnh, nó vướng vào xe ảnh thì ảnh bị té xuống, thành ra cái đầu ảnh là đập vào trong cái bánh bánh xe mà ngay cái trụ mà cái trụ bằng sắt đó, thành ra là ảnh bị chấn thương sọ não, thì đưa vô bệnh viện họ mổ, họ lấy cái miếng sọ của ảnh ra, họ gửi vào cái ngân hàng sọ, rồi sau 3 tháng là ráp cái miếng đó lại, là lúc đó là gia đình cứ tưởng đâu là ảnh đã qua rồi, mọi việc là tốt đẹp rồi, nhưng mà kiểu như sau khi mà ráp cái sọ đó vô thì nó bị chảy máu bên trong, nó cứ chảy từ 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 từ, thì ra mình không biết. Đúng rồi, ảnh bị bụi 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 bị buổi tối, nghĩa là tự dưng là ảnh kêu ảnh bị nhức đầu, rồi ảnh có ngã nhẹ, nhẹ qua một cái thì lại cứ nghĩ rằng là chắc là ông này ông ấy mệt thôi, thành ra là kêu ảnh là thôi vậy thôi đi đi ngủ sớm đi, rồi kêu các con là tắt tivi sớm đi để cho ba nghỉ, ai dè đâu là nó chảy máu từ bên trong. Nguy hiểm ghê ha, cứ nghĩ là Ờ, rác xong là bởi ok vậy rồi. chị nghĩ là cũng như là qua cái chuyện của chị thì chị nghĩ là mọi người là cũng nên rút kinh nghiệm, nếu như trường hợp mà mình đã mổ mà liên quan tới sọ tới đầu rồi thì mình phải đi kiểm tra thường xuyên, nghĩa là để mình phát hiện ra sớm thì mới 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 cứu được, nghĩa là nếu bình thường á thì cái chuyện mà nhức đầu rồi đau đầu á, thì nó không sao, nhưng mà ông xã nhà chị là đã mổ rồi rồi đắp sọ vô rồi mọi cái bình thường, lúc đó là anh cũng chỉ hay quên thôi cái dịp đó là dịp Tết á, thì lại cũng uống rượu hơi nhiều, anh mất vào 15 tháng giêng, nghĩa là Tết đồ này kia thì anh chủ quan anh vẫn cứ uống bia uống rượu vô, thành ra là nó căng ở bên trong và nó bị chảy máu tốt bên trong, Nhưng mà lúc đó là gáp vô bao lâu rồi chị? nghĩa là khi anh bị tai nạn ha là sau 3 tháng là bắt đầu ráp cái hộp sọ lại, ráp cái hộp sọ lại lại thì ở trong bệnh viện khoảng cũng 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 không có lâu, ở trong bệnh viện là khoảng 10 15 ngày thôi rồi về, nói chung là sau đó khoảng 1 tháng ấy. Nghĩa là sau khi ráp hộp sọ lại khoảng chừng tháng Một tháng là nội trong nó chưa có làm mà nhậu nhiều quá là thì đó, ở trong nó chưa có lành, mà nhiều khi ánh chủ quan, tại bên ngoài á thì cái thẹo nó lành rồi nhưng mà nó vẫn còn ở bên trong, chưa thì nhớ là rồi. cứ
chủ quan cứ uống bia uống rượu vô. Chị nghĩ cái đó cũng là một phần á, nhưng mà tại vì nhiều khi ánh mắt rồi thì mình không nói thôi. Nhưng mà chị nghĩ là tại vì thời gian đó chị cũng đã cầm chừng, chị nói rất là nhiều đừng có uống bia uống rượu nữa, nhưng mà kiểu như anh bị ghiền người đó, nghĩa là anh cứ lén chị anh uống thôi, thành ra là nó bị căng thẳng ở bên trong rồi, nó bị, bởi vậy bây giờ chị sợ những người nghiện rượu lắm. Da thịt của mình mà mới có tháng làm sao liền ở trong được, chưa có lên liền đâu. Chị ơi, ngoài sở thích mà thể dục ra thì chị có sở thích nấu ăn gì không? Karaoke gì không? Nói chung là chị thích khiêu vũ nè, rồi chị cũng thích đi chơi với bạn bè nè, chị thích chụp hình chụp ảnh nè, thành ra là chị tham tham gia các nhóm nhiếp ảnh nè, để thỉnh thoảng chị đi làm người mẫu, mặc dù là chị không có được đẹp lắm, nhưng mà đại khái là tự dưng cái mình đi nhiều như vậy á, mình cũng được các anh ấy chị cho mình kiểu này kiểu kia, thành ra nó cũng đỡ. Nói chung là chị thích sinh hoạt tập thể lắm anh, Vui quá không? Ở nhưng mà nhà nhiều. còn nhưng mà còn riêng về nấu ăn thì chị nghĩ cái đó cũng là một cái khuyết điểm của chị á, tại vì hồi lúc mà chị còn còn nhỏ đó nha, thì người ở trong nhà nấu ăn ngon lại là ba chị hả. Ba chị làm đồ ăn cực kỳ ngon, ví dụ chị có đi chợ hoặc chị về chị làm cái gì thì chị cũng chỉ là phụ thôi, còn nếu mà nấu những cái món ngon thì là ba chị nấu. Cái tới chừng mà chị có chồng á thì chồng chị nấu. Vậy đó hả? Bởi vậy thành ra là bây giờ á mà làm cơm bình thường ở trong nhà á thì đại khái nấu thì chị nấu được, còn mà kêu chị nấu những cái món như là bún bò Huế hay là bún riêu hay là những cái món mà cái kiểu tiệc tùng á, là chị không có làm được. Nói chung là chị mới chơi. Vậy rồi bây giờ á, bình thường là chị có nấu ăn không hay là không cần nấu ăn cho con luôn? À, không thì thỉnh thoảng thì chị vẫn nấu, nhưng mà từ khi mà ông xã chị mất á thì chị về chị sống chung với cha mẹ chị, thì như chị nói với em á, là chị sống với cha mẹ chị á, thì ba chị nấu ăn á, rồi nhưng mà cái đợt Covid vừa qua á, thì là ba chị mất, nghĩa là ba chị mất cũng được hơn 1 năm rồi đó, thì bây giờ là chị ở chung với mẹ chị, thì có bữa chị nấu còn có bữa là mẹ chị nấu. Em tưởng Nơi là chị không cần nơi phải nấu ăn nha. Chị ở mình chị không cần phải nấu ăn, ăn trong nói 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 chung á là khi mà ông xã chị mất đi á thì chị được cái may mắn á, là gia đình bên bên chị nè, thì cha mẹ rồi anh chị em cũng cưu mang, rồi gia đình bên chồng á, họ đối xử cũng rất là tốt với mẹ con chị, rồi anh em bạn bè trong cơ quan á, họ họ thấy cái hoàn cảnh như vậy á, thành ra là nói chung là họ họ cũng giúp đỡ để cho mấy mẹ con vượt qua được cái cú sốc đó, và cuộc sống nói chung là cũng tạm ổn. Chị nhưng mà hiện tại vẫn còn một bé đang sống chung với chị phải không? Đúng rồi, một bé đang sống với chị, cháu nó học bác sĩ, năm nay là năm thứ tư. Mẹ còn xì tin quá. Rồi có là phải nấu ăn cho con không hay là không có nấu ăn cho con? Thì nói chung á, là chị cũng cũng có nấu, nhưng mà các cháu á, thì một đứa thì nó đi nước ngoài rồi, còn một đứa nó ở đây á, thì gần như là buổi trưa nó cũng không có ăn ở nhà, nó đi học thì nó ăn trong trường luôn, thì chiều về nó mới ăn thôi. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau đây mày sẽ tìm cho chị một cuộc hỡi yêu thương ha. Chị có lời nào chờ con nhỏ không? À, thôi chị cũng hy vọng vậy, tại vì nói chung là mình sống cho con cái, mình lo cho tụi nó, và cũng may là hai đứa con chị thì nó cũng chịu khó học hành, các cháu rất là ngoan, đứa nào cũng học trường chuyên, và nói chung là cái kết quả học tập bây giờ rất là tốt. Bây giờ là chị bắt đầu chị nghĩ về bản thân chị, thì chị nghĩ rằng là thôi cũng qua kênh của em,
mong rằng sẽ tìm được một người hợp ý với mình để mà cùng nhau đi cái đoạn tuổi già, giúp đỡ nhau những cái lúc mà bệnh hoạn. Còn bây giờ thì mình khỏe thì không sao, nhưng mà nghĩ tới cái lúc mà sau này về già đó, thì nói chung là người vẫn nói là con chăm cha thì vẫn không bằng bà chăm ông, nghĩa là vợ chồng mà sống với nhau có nghĩa có tình chăm sóc nhau thì đỡ phải phiền tới con cái và cũng đỡ hơn. Chị nghĩ là qua kênh của em á cũng rất là nhiều người nên duyên rồi, thì hy vọng rằng đợt này em cũng là bà mối bắt tay cho chị. Chị chọn video nha chị coi anh nào vừa ý chị gửi number video của anh đó qua cho em ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, bye chị. Rồi, Chị rồi chị.